mấy lần từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên trở màu giải thoát cái liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành, nguyện cầu tam bảo tăng đồ. Nhân sống viên thành tăng kinh đi ra xe sự gà tăng dê sa ta san nhị nô a thì dê cho sa ta san nhị nô gà tăng buồn nhà pha lăng. Đang đang qua gần ta như vậy đại dương sắp bể lâu cao thì về cậu y nên trời đạo là đang liên lời để cầu tôi lắm rồi đây năm mô bút tha dạ chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Thành đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức đã quang lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng của đã cùng với Nhật Quỳnh để bái tam bảo và thọ trì quy giới do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra. Chúng con thành kính dâng đến với tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Công quý ngài hoan hỷ, tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama trong đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài, quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha Dạ và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh. Cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng, Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, Nhật Quỳnh mến chào Xích Hoa Mỹ Nguyệt, mến chào Xích Tâm Vương, mến chào Thi Lâm. Kính chào Tâm Hạnh, kính chào cô Ái Minh, mến chào Vô Minh. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh sa thú kính cảm ơn Rạng Đông đã cho bài học. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh kính mời bạn trai của Rạng Đông, của cô Nghe Pháp, cô Ái Minh, Xích Tâm Phương. Dạ, hoan hỷ đưa những bàn tay xinh đẹp lên ạ. Dạ, sa thú lành thai. Dạ, cảm ơn bàn tay của Rạng Đông. Dạ, mời Rạng Đông. Sa thú chị Nhật Quỳnh, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, dạng đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin đọc câu pháp cú số 176. Ê căn thầm măng á tư bát sát, mu sa hoa Disa chan tu no, vi tình na para lo kasa,
Natthi papaṃ akariyaṃ ekaṃ dhammaṃ atitassa musā. Sa papang akariyang ekang thamang ate tassa musawadissa chantuno vitinna paralokassa natthi papang akariyang. Ai vi phạm một pháp, ai nói lời vọng ngữ, ai bác bỏ đời sau, không ác nào không làm. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ê căng thầm măng á tì tát xa mô xà hoa đi xa tràn tu nô quý tình na pa ra lô ca xa na thi pa bằng á ca ri văn. Ê căng thầm măng á tì tát xa mu sa wa di sa chan tu no vi tình na pa ra lo ka sa na thi pa pang a ka ri yang. Những ai quen thói giọng ngôn, những nhân ác nhỏ lại còn rẻ khinh, luân hồi nhân quả không tin, ác trí như vậy ác dìm ác thôi. Bản dịch của Hòa Thượng Như Đức. Thấy có bàn tay chị Lạc Lê, em kính mời chị. Sa thú sa thú sa thú kính cảm ơn Đặng Đông. Dạ con Lạc Lê, con xin đọc câu phúc cú số 176. E kham tham măng ati tát xá mu sa hòa đi sát chành tu nô quy tình na pa Đà lô cát cha ná tí bà bầm à cà ri dằng ê khâm thâm măng à tí tát sáng mù sa hoa đi xa danh tu nô quỳ tin na pang đà lô cáp sáng ná tí bà bầm Akariyang e kham tham mang ati tan sa bu sa wa di sa yan tu no vi tin na pa ra lo ka sang na thi pa pang Akariyang. Ai vi phạm một pháp, ai nói lời vọng ngữ, ai bắt bỏ đời sau, không ác nào không làm. Dạ đó là bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Những ai quan thói vọng ngôn, dửng dưng ác nhỏ lại còn rẻ khinh, luân hồi nhân quả không tin, ác trí như vậy ác dìm ác thôi. Và dạ, đó là phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Mến mời bàn tay kế tiếp thấy ai mình này, mời mình đi, mình nghe. Dạ sa thú kính cảm ơn Tam Phương. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn Chích Trạng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ kính mời bàn tay của cô em mình, cô nghe pháp. Dạ, sa thú kính cảm ơn Trạng Đông. Dạ mà bây giờ con xin được ôn bài pháp cú kinh số 176. Ê căng tham măng á tị ta sa mu sa qua đi sa chan tu nơ vi tinh na ba ra lô ca sa na thi ba băng á ca ri văn.
ai căng thầm măng a tị ta sang bước xa qua an điệt sa chan tu nơ quy tình hát ba la lộ cát sa nát thi bà băng a ca ri dăng ai căng thầm măng a tị ta sang bước xa qua đi sa chan tu nơ quy tình na ba la lộ ca sa nát thi bà băng a ca ri dăng ai vi phạm một pháp nói lời vọng ngữ, ai bắt bỏ đời sau không ác nào không làm. Ai căng tham măng a tị ta sa mu sa la đi cha chan tu no vì tin ba vì tin na ba ra lo ca sa na thi ba băng a ca ri yang e cẩn tham măng a tị ta sa mu sa qua đi sa chan tu no vì tin na ba ra lo ca sa na thi ba băng a ca ri yang ai căng tham măng a tị ta sa mu sa đa qua đích sa chan tu no vì tin na ba là cô sa ta na thi ca băng a ca ri yang những ai quen thói vọng ngôn những dân ác nhỏ lại còn rẻ khinh luân hồi nhân quả không tin ác trí như vậy ác dìm ác thôi. Và đây là bản phổ thơ của hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức nhục bình kính cảm ơn đạo tràng. Dạ mến chào và xích từ mẫn. Dạ sa thủ bàn tay cô Ái Minh. Dạ mời bàn tay của từ mẫn ngang. Dạ mời bàn tay cô Nga Pháp. Dạ mời cô Ái Minh. Dạ Nam Mô Bụt Đà, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo Pháp, kính đảnh lễ ân đức chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Kính chào quý anh chị thiện trí thức. Dạ, con xin phép được trả bài câu pháp cú số 176. Cảm ơn chị Nhật Quỳnh, cảm ơn chị Rạng Đông. Y căn tham măng a tỳ ta sa mu sa va di sa chan tu no vi tình na pa ra lo ka sa na thi ba bằng a ca ri yang. Y căn tham măng a tỳ ta sa mu sa va di sa chan tu no vi tình na pa ra lo ka sa na thi ba bằng a ca ri yang. Y căn tham măng a tỳ ta sa mô quá đi na ti ba bằng a ca ri yang. Ai vi phạm một pháp, ai nói lời vọng ngữ, ai bác bỏ đời sau không ác nào không làm. Bản dịch của hòa thượng Minh Châu. Ê cần thâm măng a ti ta sa mu sa wa di sa chan tu no vi tin na ba ra lo ka sa na thi ba bang na ka ri yang. Ê cần thâm măng a ti ta sa mu sa wa di sa chan tu no quy tình na ba ra lô ca sa na thi ba bằng a ca ri dằng. Những ai quen thói vọng ngôn những dân ác nhỏ lại còn rẻ khinh luân hồi nhân quả không tin ác trí như vậy ác dìm ác thôi. Phổ thơ của hòa thượng Giới Đức. Dạ Ái Minh kính mời cô Từ Mẫn ạ. Dạ con Từ Mẫn, con xin cúi đầu đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức giáo Pháp, ân đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, cùng kính chào quý anh chị em, cô bác, đạo hữu trong đạo tràng. Dạ, con thấy rồi. Dạ, con xin trả bài 176.
Căng thầm mặng a tì ta sa mu sa hòa đi sa chẳng nụ tu nộ vi tình na bà ra lô ca sa na thi bà bằng a cà ri dặn. Ai vi phạm một pháp, ai nói lời ngữ, ai bác bỏ đời sống, không ác nào không làm, Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ai quen thói vọng ngôn, dửng dưng ác nhỏ lại còn rẻ khinh, luân hồi nhân quả không tin, ác trí như vậy, ác dìm ác thôi, Hòa Thượng Giới Đức. Ê căng thâm măng a tì tát sa mu sa wa din sa chăng tu nô việt tình na ba ra lô ca sát na ti ba băng a ca ri yang Ê căng thâm măng a tì tát sát mu sa wa din sa chăng tu nô vi tình na ba ra lô ca sinh sát na thi ba băng a ca ri yang e căng tham măng a tịch ta sinh sát mu sa wa di sinh sa chăng tu nô vi tình na ba ra lô ca sát na ti ba băng a ca ri yang ê căng thầm măng a ti tan sa mu sa wa đi xa chẳng tu nô viết tình na ba ra lô ca sa na thi ba băng a ca ri yang ê căng thâm măng a ti ta sa mô sa wa đi sa chẳng tu nô vi tinh na ba ra lô ca sa na ti ba băng a ca ri yang ê căng thâm măng a ti ta sa mô sa wa đi sa chẳng tu nô viết tình na ba ra lô ca sa na thi ba băng a ca ri yang ai vi phạm một pháp ai nói lời vọng ngữ ai bác bỏ đời sau không ác nào không làm Hòa Thượng Thích Minh Châu 176 những ai quen thói vọng ngôn dửng dưng ác nhỏ lại còn rẻ khinh luân hồi nhân quả không tin ác trí như vậy ác dìm ác thôi Hòa Thượng Giới Đức dạ từ mẫn con đã kể xong dạ con thành kính tri ân quý sư quý đạo hữu anh chị em trong đạo tràng dạ con xin xuống mít cho mời Phật tử kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha dạ. Alo. Alo. Dạ, cảm ơn cô giọng đồng của hai mình. Con xin hiện. Nam mô Bụt Tha dạ. Nam mô Thập Phật Tăng. Kính lĩnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Tín cùng Chư Tôn Đức Tăng. Xin chào cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng.
Dạ con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 176. Y căng tham măng atitak samusagwa di sa chantino chantulo witin lapa zan lo kak sa natipatang akazizang. Y căng tham măng atitak samusagwa di sa thành chăn tu lô quy tin lắp bắp ra lô ca sa lát thi ba bằng a ca di rằng e cần tham măng a ti ta sa mua quà đi sa chăn tu lô quy tin lắp bắp ra lô ca sa lát thi ba bằng a ca di rằng. Ai vi phạm một pháp, ai nói lời vọng ngữ, ai bác bỏ đời sau, không ác nào không làm, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con đã đọc bài xong. Dạ, bây giờ con kính mời cô Nhật Huyền nhấn mic. Nam Mô Bụt Thà giá. Dạ, sa thủ sa thủ. Cảm ơn sư Khá Anh Đức Khá. Dạ, cảm ơn sư Trang Đông cho Nhật Huyền biết được tín hiệu. Trâm Phương ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Trâm Phương cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Dạ, vậy là Trâm Phương không có chiếc máy rồi, không thấy trả lời BM cũng không thấy trả lời tin. Dạ, Nam Mô Bích Tha, dạ, dạ, sa thú lành thai. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn Sư Khá, Anh Đức Khá, cô Ái Minh, xích Trâm Phương, xích Rạng Đông đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, bây giờ thì cũng đã đến giờ chúng con ôm học bài mới. Dạ, Nhật Quỳnh mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư. Trước khi đạo tràng chúng ta nghe được đại đức Pháp Tính cũng như Thượng tọa Tại Viện giảng giải bài học ngày hôm nay. Dạ, Nam Mô Bích Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddha sa nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddha sa chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lô mọc đặng nhờ ánh sáng chỗ hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngầm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ đó là Nhôm Kiều Trận Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chăn thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập mà đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn đi tối mê cầu được đi tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng câu pháp cú kinh số 177. Dạ sư, con được âm thanh con không bạch sư, sư cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Thà giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con xin trình thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. À,
Dạ, xa thú làm thầy. À, cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào Phật tử Nhật Quỳnh, Phật tử Rạng Đông, Phật tử Thi Lâm. Kính chào Phật tử Tâm Hạnh. Và con cả kính đảnh lễ đến thượng tọa Tây Nguyên. Dạ, rất là hoan hỷ khi đã nhìn thấy nickname của thượng tọa ở trong lớp học. Dạ, kính chào Phật tử Trang Thư, ai kêu em đó. Kính chào Phật tử Ai Minh. Kính chào Phật tử Châu Khoan, Phật tử Hoàng Miệt, Phật tử Lạc Lê, Phật tử Nghiệp Pháp. Là người học Phật tử Từ Mẫn, kính chào Vô Minh. Kính chào toàn thể quý vị. Chúc quý vị có một ngày học Pháp online an vui. Kính thưa quý vị, qua phần ôn lại bài cũ, bây giờ chúng ta bắt đầu học bài mới. Đó là câu kệ Pháp Cú Kinh số 177. Như thường lệ, chúng tôi sẽ đọc qua ba lần, sau đó sẽ bỏ chung vô bịch trà bông. Dạ, bây giờ thì chúng tôi sẽ đọc qua ba lần, sau đó sẽ đi vào phần thuyết nghĩa tư vấn. Nát về các đắc viên gia đề quá lô căng quá chan tí. Nát về các đắc viên gia đề quá lô căng quá chan tí. Nát về các đắc viên gia đề quá lô căng quá chan tí. Ba la ha về nắp bát sằng sàn tí đà năng. Ba la ha về nắp bát sằng sàn tí đà năng. Ba lăng. Dạ xin lỗi. Ba la ha về nắp ba sằng sàn tí đà năng. Thi rô chát đà năng. Án nút mô đắc mà nô. Thi rô chát đà năng. Án nút mô đắc mà nô. Thi rô chát đà năng. Nắp nút mô đắc mà nô. Tê nê quát sô hô tí xúc khi. Bát rác thác tê nê quát sô hô tí su khi bát rác thác tê nê quát sô hô tí su khi bát rác thác. Kính thưa quý vị, bài kệ này được bắt đầu bằng một cái bất biến từ ná, có nghĩa là không. Ná có nghĩa là không. V có nghĩa là thật vậy. Y về thật vậy. Các đắc viên gia, các đắc viên gia có nghĩa là keo kiệt. Keo nghĩa là quá lô căng. Điều quá lô căng là thế giới chư thiên hay là cõi trời, thế giới chư thiên hay là cõi trời. Quá chanh tí, quá chanh tí có nghĩa là sanh về hay là đi đến. Quá chanh tí có nghĩa là sanh về hay là đi đến. Ba la, ba la là những kẻ ngu. Hv, hv có nghĩa là đúng vậy. Này là cái sự khẳng định. Ba la những kẻ ngu. Hv đúng vậy. Nắp bát sâm sanh tí có nghĩa là không khen ngợi hay là không tán dương. Không khen ngợi hay là không tán dương. Nắp bát sâm sanh tí. Đa năng, đa năng là bố thí. Đa năng là bố thí. Thi rô bậc trí. Thi rô là bậc trí. Bậc trí
thi vô bậc trí. Chá có nghĩa là và, đa năng là bố thí, chúng ta đã biết rồi. Anumo Dhammano có nghĩa là tâm tùy hỷ. Anumo Dhammano. Tê nê quá có nghĩa là tê nát cộng với ê quá. Tê nát có nghĩa là ấy hay là việc. Tê nê quá có nghĩa là tê nát cộng với ê quá. Tê nát có nghĩa là ấy hay là việc ấy. Ê quá là từ điểm cho im tai thôi. So có nghĩa là ấy hay là người ấy. Hô tí có nghĩa là được trở thành. Hô tí là được trở thành. Xuất khi có nghĩa là an vui. Xuất khi có nghĩa là an vui. Bá rách thá có nghĩa là ở đời khác. Bá rách thá có nghĩa là ở đời khác. Vậy thì chúng ta đã lướt qua được phần từ vựng rồi. Cảm ơn Phật tử ấy mình rất nhiều. Nát quê các đắc lý gia đề qua lô căn quá chành thiết. Ba la ha quê nát bát sầm sành thiết đà năng. Thi rô chắc đa năng. Anh nút kẻ ngu ghét bố thí, người trí thích bố thí, đời sau được hưởng lạc. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, sa thú lành thai. Còn giờ đây thì một lần nữa xin thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng. Kính chào đại chúng ở trong dung, và con cũng xin được thay mặt hội chúng ở trong dung xin thành kính cung thỉnh thượng tọa Tề Nguyên từ bi hoan hỷ thuyết giảng câu Pháp Cú Kinh số 177 phần duyên sự và ý nghĩa. Và một lần nữa con xin được thành kính cung thỉnh thượng tọa Tề Nguyên, không biết thượng tọa có nghe được tín hiệu của con hay không. Nếu nghe được, con xin thỉnh thượng tọa hoàn hỷ cho con một cái tín hiệu. Dạ, sa thú, con xin thành kính cung thỉnh thượng tọa theo quyền. Nam mô Bụt Tha, Ya Nam mô Tham Ma, Ya Nam mô Sang Kha, Ya Thưa thì chúng được nghe rõ không ạ? À? Dạ, mô Phật và dạ, cảm ơn quý vị. Và chúng con thành tâm kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng, kính lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh, đại Đức Pháp Tính cùng Sư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đến quý tôn nữ cùng chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Apiwa De Miswa Khato Phakkawata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Phakkawato Sāvaka Sangho Sankhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hằng gia hộ đến chư Tôn Đức Tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta học cái câu Pháp Cú Kinh số 150-177. Nghe cái câu kinh văn thì chúng ta đã rất là hoan hỷ rồi.
Bởi vì tại sao chúng ta nói như vậy? Đây là câu kinh Pháp Cú 157, hết sức là đặc biệt. Sự gì chúng tôi nói đặc biệt là sao vậy? Có thể nói rằng tất cả chúng ta, dạ quý vị nghe lại rồi, cảm ơn. Tất cả chúng ta thường có một cái tâm keo kiệt và bỏng sẻn. Đây là cái tâm phàm phu thường tình của tất cả chúng sinh. Mà những người hiểu biết được, nắm bắt được tính nhân quả và phước báo trong cái việc thực hành phước lành, thì người ấy mới có thể tu tập được, mới có thể thực hành được cái việc phước việc lành. Câu pháp cú này, như chúng ta thấy, keo kiết không sanh thiên, kẻ ngu ghét bố thí, người trí thích bố thí, đời được hưởng lại. Phải nói rằng là hết sức tuyệt vời. Sự gì chúng ta nói tuyệt vời là sao? Bây giờ nói trước về cái duyên sự của câu kinh pháp cuốn này. Kính thưa toàn thể đại chúng, đây là câu kinh pháp cú khi Đức Phật ngài từ tại kỳ viên tịnh xá, nói lên cái phẩm bậc tối thượng cao cả mà người làm đúng pháp sẽ được kết quả tốt đẹp, sẽ được kết quả an lạc. Khi Đức Thế Tôn cùng với 500 vị tỷ kheo đi khất thực trở về kỳ viên, thì vào lúc đó thì Đức Vua Ba Sinh Đi, tức là Vua Ba Tư Nặc, đi đến thỉnh Phật thọ trai ngày hôm sau. Nhà vua ra lệnh cho sắm sửa, sửa nhiều để cúng dường đến Chư Tăng, và ngài bảo những người dân trong thành cùng với ngài để cúng dường và hãy nhìn những cái vật phẩm của ta sắm sửa đây. Thì kính thưa quý vị, dân chúng khi đi đến hoàng cung nhìn các vật phẩm, họ cũng rất là hoan hỷ và họ có sự suy tính, nếu mà Đức Vua làm được thì ta cũng làm được. Và ngày hôm sau họ thỉnh Phật và chúng tăng, họ chuẩn bị các thứ vật phẩm và tâu lên nhà vua và cũng mời Đức Vua tới. Thưa đại vương, khi nhà vua đến trong thứ trông thấy các cái vật cúng dường của các dân chúng còn nhiều hơn
cái vật phẩm cúng dường của vua. Thì đức vua nghĩ rằng được, ta sẽ cúng dường lần thứ hai. Và lập tức vua sắm sửa vật phẩm một ngày kế tiếp và cũng ở trong thành cũng mời các cái dân chúng trong thành để thấy cái sự cúng dường của vua. Và những người dân chúng bắt đầu họ cũng tập trung lại, nhà vua làm được thì ta cũng vẫn làm được. Và ngày kế đó họ cũng thỉnh đức vua. Và giữa nhà vua và dân trong thành xá vệ cứ làm liên tục như vậy đến 6 lần. Thì ông không ai có thể nói rằng có thiếu hay là có đủ như cái vật nào cũng có đầy đủ hết tất cả. Tức là các món thượng vị đặc biệt đều có hết. Thì lần đó đức vua nghĩ rằng tại sao mà ta làm nhiều như thế, nhưng điều mà sẽ cũng không có hơn, ta là vua mà sao ta làm cũng không làm hơn những cái thị dân này, cũng buồn. Thì khi đức vua suy nghĩ như vậy, đức vua buồn, thì lúc đó hoàng hậu Malika mới đi tới thấy nhà vua có cái tâm không có vui, không có quan hỷ, mới có buồn buồn cái gì đó. Thì hoàng hậu hỏi, thì vua mới báo, vua mới thuật lại giữa cái chuyện việc mà nhà vua và dân chúng cúng dường đến Đức Phật và đại chúng tăng. Nhưng điều ta làm liên tục nhiều như vậy nhưng cũng không có nào hơn được các dân chúng trong thành, sao kỳ quá, ta cũng cảm thấy buồn. Thì bồng hồng Malika nói rằng, tôi đại vương, rất là dễ, đại vương là vua mà muốn tạo một cái vật phẩm tối thắng cúng dường thì thần thiết có một cái cách này để vua hãy làm. Được rồi, ngài cứ nói cho ta nghe. Thì bà ta mới nói rằng bây giờ đại vương cho xây một cái lâu đài mà làm bằng gỗ hạng nhất, và trong kinh nói là của cây sa la hình vòm cong, để cho 500 vị sa môn ngồi, và còn những người tùy tùng của các vị sa môn thì ngồi ở cái vòng ngoài, và làm cho 500 cái lọng trắng, cho 500 con voi mang cái lọng trắng che các vị sa môn. Giữa cái lâu đài đặt 8 hay là 10 cái bàn bằng hồng ngọc, giữa hai vị sa môn có một vị thiếu nữ dòng sắc đế lệ ngồi dưới rưới hương hoa cúng dường, và một thiếu nữ đứng quạt cho hai vị, và một số thiếu nữ dùng sắc đế lị mang hương hoa rắc vào cái bồn vàng, và một số cái hoa sen để nhúng vào cái bồn hương và dâng lên các sa môn và đức Phật. Thì dân chúng làm gì có cái con cái của dòng sắc đế lị, và có những cái lọng trắng cũng chẳng có voi, thì sẽ chắc chắn là bệ hạ sẽ cúng dường cái điều này, thì sẽ là đặc biệt mà có lẽ là trong cuộc đời không ai làm được lần thứ hai như là bệ hạ đâu. Thì nhà vua tán thành, hay quá, chương trình này của hoàng hậu rất là đặc biệt. Thì kính thưa quý vị, cuối cùng thì sau khi chuẩn bị tất cả mọi thứ, nhưng cuối cùng thì thiếu một con voi. Trong một vị sa môn, thì vua mới tâm sự, bây giờ chỉ còn thiếu một con voi, mà nói cho hoàng hậu Malika nói rằng bây giờ chỉ thiếu một con voi, không đủ 500 con voi, nhưng còn một con đó thưa bệ hạ, như con này nó rất là hung dữ, nếu mà khi thấy các vị sa môn nó có thể nổi những cơn cuồng phong thì cái điều này rất là nguy hiểm. Thì bà hoàng hậu Malika bà mới nói không sao, thần thiếp sẽ đặt một cái chỗ cho con voi này, nó mang trên lưng cái lọng đó. Vừa này hoàng hậu đặt ở đâu? Thưa bệ hạ, sẽ đặt nó cạnh tôn giả Angulimala.
Thì lát chúng tôi sẽ nói cho này trong vị nghe. Nhà phố Y Lời thì chú voi, chú voi coi như là bình thường giận dữ và hay coi như là nó nổi những cơn thịnh nộ và nó khó điều trị, khó điều phục á, thì đặt nó ở bên cạnh cái ngài Angulimala. Thì khi đặt con voi đó thì kính thưa quý vị, thì khi bắt đầu cúng dường thì đặt mang con voi đó đặt cận ngài Angulimala. Con voi kia nó rất dữ, nhưng điều mà khi nó đi đến gặp ngài Angulimala, nó lại là quỳ phục xuống, phủ phục xuống, nhắm mắt đứng yên. Và chính dân chúng họ nói con voi này nó rất là dữ, tại sao mình nó đứng gần ngài Angulimala thì nó lại là ngoan hiền như thế. Thì khi mà đi cúng dường đến chư tăng và Đức Phật làm tội chủ, sau đó cái Đức Vua mới quỳ và thưa với Bạch Thế Tôn: con dâng những vật phẩm cúng dường trong bữa ngọ trai này, đây chính là một đánh giá, xin ngài hãy đánh giá cho con xem, để con xin dâng tất cả những cái vật phẩm này mà con đã tạo tác này đến Thế Tôn. Tổng phí cho cái buổi lễ cúng dường này á, thì nó 14 triệu châu báu, mà chỉ trong một ngày. Có bốn vật vô giá để cúng dường đến Đức Phật, để từng ngày tùy nghi sử dụng. Một là lọng trắng, hai là giường nằm, một là ghế và ngồi, và cái ghế giá đỡ chân. Thì sau đó không có một vật phẩm nào mà khi mà dân cúng đến Phật mà có thể so sánh được, nên được gọi là vật phẩm tối thắng. Điều này thì đây là trong một đời của một vị chánh đặng chánh giác sẽ có một lần như thế, tức là vật gì tối thượng nhất, đặc biệt nhất, đẹp nhất, tốt nhất đối với các bậc chánh đặng, các Phật chánh đặng chánh giác, các ngài sẽ được chính Đức Vua trong đương thời đó cúng dường. Và điều này luôn luôn sẽ là Đức Vua cúng dường và do các hoàng hậu sắp xếp. Đó cũng là trong kinh của nó là ghi lại như vậy. Thì khi sự cúng dường đại thí này nó xảy ra đó, thì trong triều nó có hai, tạm gọi tức là có hai vị đại thần, một là Ca Lá và hai là Chun Há. Đối với Ca Lá đó thì ông ta nghĩ rằng của cải mà nhà vua đã cúng dường một ngày như vậy nó mất rất là nhiều tổn phí, tại sao mà phải cúng dường cho các vị sa môn bà la môn này, sau khi những người này ăn xong chỉ nằm ngủ thôi, tại sao mà nhà vua lại phung phí tài sản như vậy? Thì đó là một vị quan đại thần. Còn vị kia thì lại nghĩ khác, Chun Há thì nghĩ khác: ôi nhà vua dân cúng như vật phẩm tuyệt vời, chỉ có nhà vua mới làm được như vậy, hơn nữa chẳng có người nào ngoài nhà vua mà làm cho mọi mọi loài được hưởng phước nhờ sự cúng dường. Ta cảm tạ những ân đức mà nhà vua đã cúng dường, ta hoan hỷ tùy hỷ. Khi Đức Phật ngài thọ trai, nhà vua cầm cái bát của Đức Phật và đợi ngài thuyết pháp. Đức Phật nghĩ thầm: nhà vua đã cúng dường vật phẩm lớn lao, cúng dường những thứ cúng dường như mà Đức Phật gọi như là thác lũ gì đó, tức là rất nhiều thứ, nhiều thứ, nhiều thứ liên tục. Dân chúng thì cũng có cái lòng kính tin cái điều này, hay là không tin khi mà nhận biết được. Đặc biệt ta biết được rằng đại thần Ca Lá có cái tâm ganh tị, có cái tâm bỏng sẻn. Nếu như ta tán thán công đức mà Đức Vua tương xứng với cái vật phẩm, thì đại thần này sẽ khởi lên những ác tâm, đầu sẽ bể vỡ bảy mảnh. Cho nên ngài chỉ nói một cái câu kinh rất tán thán, gồm có bốn câu tán dương nhà vua, rồi ngài trở về tỉnh xá.
Thì kính thưa quý vị, thì các vị tỳ kheo mới thấy ngài Angulimala mới hỏi rằng chứ ngài có sợ khi mà con voi nó mang cái lọng trắng đó đó mình đứng gần ngài không? Con voi này rất là dữ. Không, này chưa hiền, ta không có sợ. Thì các tỳ kheo mới thấy lạ, nó bạch Phật, bạch Thế Tôn, ngài Angulimala nói dối. Đức Phật xác nhận, này các tỳ kheo, Angulimala không hề sợ hãi. Những vị tỳ kheo là con của ta thì quý giá nhất, cao quý nhất là ta đã khỏi, thoát khỏi cái sự tham dục và không còn cái sự sợ hãi. Và ngài nói lên câu kệ: bậc cao quý thù thắng, bậc anh hùng đại sĩ, bậc chiến thắng vô nhiễm, bậc tẩy sạch giác ngộ, ta gọi bà La Môn. Thì nói đến đây thì chúng ta thấy nhà vua rất là buồn, nghĩ thầm sau khi ta cúng dường một số vật phẩm và những thứ đầy đủ thượng phẩm và coi như là cái vật mà tối thắng mà không ai có thể ngoài ra ta làm được như vậy, nhưng mà tại sao Đức Phật ngài chỉ nói một câu kệ ngắn và ngài đi về? Có thể là ta cúng dường những vật phẩm không thích đáng cho Đức Phật, cho chư tăng không, hay có thể ta hay có thể là ta đã cúng những vật không thích hợp thay vì những vật thích hợp, hay có thể là Thế Tôn giận ta bởi ngài không có cái, bởi vì tại sao mà ngài không có cái sự chú nguyện cân xứng với vật phẩm mà ta làm? Nghĩ như thế, Vua Ba Tư Mặc mới đi đến bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, con có lỗi lầm, có phải con đã có lỗi lầm khi dân cúng vật phẩm không, hay có phải vì những cái vật phẩm cúng không thích hợp lại cúng dường vật phẩm không thích hợp, có phải vậy không? Và Đức Thế Tôn, tại sao Thế Tôn không có chú nguyện cái công đức nó tương xứng với những gì mà con cúng dường bằng cái tâm thành kính này đại vương? Vật phẩm cúng dường rất là thích hợp, vật phẩm tối thắng mà đại vương cúng dường chỉ có một lần trong đời cho một vị Phật, phẩm vật như thế khó có lần thứ hai. Nhưng mà Thế Tôn, vì sao ngài không tán thán công đức với vật phẩm xứng đáng như vậy? Này đại vương, vì có đại thần, vì có một vị đại thần không có có tâm thanh tịnh, không có tâm hoan hỷ, cho nên ta không thể nói được. Biết ái ngược của hai vị đại thần và an ủi đức vua vì lòng thương hại Ca Lá, cho nên ta không có tán thán công đức. Nhà vua hỏi Ca Lá, thì lúc đó vua mới là triệu thần Ca Lá đến mới hỏi: có phải chăng ngươi có ý nghĩ như thế? Này Ca Lá, ta không lấy những gì thuộc về khanh, ta chỉ lấy những gì thuộc gì của ta với sự hỗ trợ của hoàng hậu và thái tử. Ta có sái quấy gì đâu với khanh đâu. Vậy thôi, nếu mà ngươi không cùng cái tâm hướng với ta thì ngươi hãy đi đi. Những gì ta cúng thì ta cứ cúng, còn phần khanh bước ra khỏi cung điện của ta. Ngươi đi đi. Thì bởi vì ngươi không hài lòng, ngươi không quan hỷ, và ta cũng không cho phép ngươi dự vào cái hoàng tộc ở trong cái sự cúng dường 7 ngày như ta đã tính. Và nhà vua cho cho đại thần Chun Há ở lại cung 7 hôm và đến bạch Phật, bạch Thế Tôn: tên kẻ ngu si tệ bạc kia, con thấy con cúng dường, nó đã phản ứng ngược lại. Phải đấy đại vương, người ngu không quan hỷ khi thấy ai bố thí và sẽ bị trừng trị về sau. Những người trí thì vui thích với vật phẩm người khác cúng dường sẽ được sanh thiên. Và ngồi nói lên câu kệ: keo kiết không sanh thiên, kẻ ngu ghét bố thí, người trí thích bố thí, đời sau được hưởng lạc. Thì cuối thời pháp, đại thần Chun Đá chứng quả dự lưu và hội chúng, và nhiều hội chúng được cái phúc lạc cao thượng. Và Chun Đá sau khi chứng quả đã cúng dường xúc và cũng đã cúng dường xuống 7 ngày như một vị đại, như một vị hoàng đế. Kính thưa quý vị, những kẻ keo kiệt không sanh về thiên giới, và những kẻ ngu á không khen ngợi cái việc bố thí, còn người trí á thì tùy hỷ việc bố thí, hoan hỷ việc bố thí, do chính việc ấy
nên có sự an vui đời sau. Ở trong cái tích truyện này liên quan tới ngài Angulimala, thì kính thưa quý vị, Angulimala là một vị đại từ tâm, chứ không phải là một chuyện bình thường đâu quý vị. Mà bởi vì cái tâm hung dữ của một con thú hoang như vậy, nhưng cũng không bằng con người. Mà thử xưa trước khi mà chứng đạo chứng quả thì đây là một tướng cướp, thì là một cái hung tướng dữ dằn và bạo tận. Voi hay là những nhiều người vây bắt còn khó bắt được Angulimala nữa. Còn các voi hoặc là hổ hùm gì đó thì gặp Angulimala hét lên một tiếng là đã sợ rồi. Thì mà chính Angulimala là một vị mà chúng tôi hình như nhớ không lầm, đó chính là Mahakaulika Đại Bi Tam Mát. Chiếc rô bày giả. Câu này là cái câu mà khi mà Đức Ngài Angulimala đi trên đường khất thực, gặp một thiếu nữ kinh sợ, sợ hãi, và cô ta đang mang thai và trở dạ, và trong đó chúng rất khó có thể sanh ra, có thể đi đến chết. Và khi đó đó bạch Phật, thì Phật ngài giúp cho Angulimala, ngươi hãy khởi lên cái tâm đại bi. Từ khi ta trở thành tu sĩ, từ khi ta đã lọt vào dòng thánh, ta chưa hề có ý nghĩ sát hại sanh linh. Mong lời thành thật này xin hiền tí hãy được mẹ tròn con vuông, lập tức khởi sanh. Thì mẹ được mẹ tròn con vuông. Và thế là cái câu đó là quyền thoại luôn. Là vào những lúc mà khóa sanh nở thì người ta đi đến, thì Chư Tôn Đức Tăng quý ngài tụng cái Mahakaulika này, cái câu này như cái câu chú của cái việc sanh nở, của cái việc mà hiếm muộn con cái, vân vân. Thì đó chính là để cầu cái đức đại bi. Đặc biệt như vậy nghe, chúng ta phải nhớ chứ đừng nghĩ rằng ngài Angulimala, ngài tướng cướp vô não, và chúng ta cứ nghĩ rằng là một bậc hung ác hung tợn, nhưng chính là một bậc đại bi tâm mà ngài đã thành thánh thì tuyệt vời rồi. Cho nên ngài không có sợ, mà các thầy tỳ kheo cứ tưởng rằng là ngài khiếp sợ con voi đó, chứ không, thật ra con voi đó thì nó khiếp sợ ngài thì đúng hơn. Thì kính thưa quý vị, cái câu pháp cú này 177 này đã nói cho chúng ta biết, chẳng những keo kiết không sanh thiên, tâm tư của con người, bản tánh của con người, tật xấu của con người là keo kiệt và bỏng sẻn. Mình không cho, và khi thấy người ta có cái tâm khởi lên cái bố thí, hay khởi lên cái tâm mà từ thiện, cái tâm san sẻ, thì chúng ta ngăn cản hay chúng ta không vừa lòng. Quý vị biết cái tâm đó là cái tâm hết sức là nguy hiểm, mà ở trong Phật pháp kia là chính là sở tâm bất thiện đó, tức là tật lận hối, không có vừa lòng, bực bội, ghen ghét. Nó hay ho gì, nó làm hước, nó làm bảnh, nó làm hước nên làm gì, nó làm hước nó khoe khoang, nó giàu có nó khoe khoang, làm như không ai bằng nó vậy, vân vân. Những cái cách mà nói lẫy, nói lờn, nói xa, nói gần, chửi xiên, chửi xỏ, vân vân. Tất cả những đó là những cái ác tâm, ganh tị, như là đại thần cá lái như vậy. Trời, vuông làm phước như vậy, làm quá nhiều, quá trớn như vậy, mà chi cúng dường cho những người này, thì khởi lên cái ác tâm đối với đại chúng tăng, mà lúc đó chưa hiền thánh tăng. Cái đại tội của cá lái này rất là ghê gớm, mà Đức Phật ngài nói rằng vì ấy sẽ bị cái đau khổ về sau. Sĩ mà chúng ta có được tốt đẹp hay xấu là do chính tất cả khởi lên cái tâm ganh tị và bỏng sẻn. Đây là cái pháp hạ liệt, không đưa đến cái sự tốt đẹp. Ở trong cuộc đời cũng vậy đó, con người mà keo kiệt bỏng sẻn không chơi được với ai. Trong cuộc đời cũng bị người, cũng bị bè bạn
khinh ghét. Chúng ta không hoang phí, chúng ta không có nên xài những cái vật phẩm hay là không nên lợi dụng người ta là một việc, và cũng không nên có sự hoang phí trong những cái vật mà người ta giúp cho mình, hay những vật có được, những miếng cơm manh áo, những củ khoai cái bánh mà khi chúng ta gặp khó mà người ta giúp cho mình. Phải biết trân trọng, phải biết trân quý những cái vật phẩm đó. Nó có một kỳ, cái tánh kỳ lạ vậy đó. Cho tới tu luôn đó quý vị. Ngay cả những vị pháp sư luôn đó quý vị. Ngay cả những vị trụ trì luôn đó quý vị. Cũng chưa biết cái vị trụ trì đó, chưa biết cái vị pháp sư đó là có cái tâm xả tài, có cái tâm bố thí, có cái tâm chia sẻ, có cái tâm quan hỷ, có tâm tùy hỷ để cúng dường hay không. Chưa chắc đó. Các vị bảo người ta làm thì rất là tuyệt vời, nhưng chưa bao giờ thấy quý vị đó cúng dường đến đại chúng tăng để hồi hướng cho cha, cho quyến thuộc của mình. Chúng tôi không dám nói là không có, nhưng chúng tôi chưa thấy và chưa nghe, và cũng chưa thấy họ cử hành một cái sự cúng dường gì mà nó mang tính riêng tư, mặc dầu họ được cái lợi phẩm cúng dường rất là nhiều, và ít có khuyến khích trong cái việc làm mang tính từ thiện, mang tính tốt đẹp để gửi tới cho người. Đó là như vậy đó quý vị. Chứ đừng có nói chi mà tâm phàm nữa, tâm mà ái chấp nữa. Cái tự nhiên muốn tỷ lệ thuận là chứ không muốn tỷ lệ nghịch, muốn cho nó được tăng thêm, chứ không bây giờ nó bị giảm mất. Mà ở đây chính Đức Phật đã nói rằng á, người bố thí đời sau được hưởng lạc, nay vui đời sau vui. Người làm phước thì cả hai đời vui, vui thì mình làm thiện, sanh thiện thú vui hơn. Kính thưa quý vị, sống trong cuộc đời hơn nhau hay thua nhau chỉ bằng cái phước. Có phước thì sẽ tồn tại, mà không phước thì mệt mỏi vô cùng. Không có phước vật, không có phước đức và không có phước trí tuệ, cái sự thua thiệt trong độ luân hồi này rất là mệt mỏi. Người ta sanh ra được đầy đủ cái tình thương, người ta sanh ra được đầy đủ cái phẩm vật, người ta sanh ra được người tôn trọng, được người khác tôn trọng, được người khác kính thương, đầy đủ với cái tiện nghi sinh hoạt. Còn có một số người tại sao sanh ra, vừa sanh ra đó là dự báo thời tiết cho gia đình cha mẹ gặp những chuyện không hay nữa. Cho những người thân gặp chuyện không hay nữa. Mà chính họ đi ra ở trong cuộc đời này thì như là tích chuyện của ngài Lô Sa Cá đó, thì chúng ta thấy sinh ra là cha mẹ đau khổ, gia đình đau khổ, cho tất cả xóm làng cũng bị đau khổ do cái ác nghiệp của chính người ấy. Cho nên vì vậy khi chúng ta hiểu biết thì chúng ta mới thấy đấy là một sự tuyệt vời. Bởi vì sao? Tâm tư con người đừng bao giờ người ta làm được, người ta tại sao người ta hơn mình khi mà khởi lên ganh tị. Quý vị nhớ bị một cái bệnh này nè, tại sao người ta hơn mình? Bởi vì người ta có phước hơn mình. Tại sao người ta khôn hơn mình? Bởi người ta có phước hơn mình. Tại sao người ta đẹp hơn mình? Bởi người ta có phước hơn mình. Tại sao người ta có tiền của hơn mình? Tại vì người ta có phước hơn mình. Tại sao người ta được người khác tôn trọng? Bởi vì người ta có phước hơn mình. Mà cái phước đó phải tự trên trời rơi xuống,
Mà cái phước đó chính là sự tạo tác. Mà nếu như ai bố thí vật vừa lòng sẽ được vật vừa lòng, bố thí vật quý trọng sẽ được vật quý trọng, bố thí vật đẹp được vật đẹp. Người thí vật quý, thí vật đẹp và chỗ quý trọng, những người nam nữ ấy đi đến chỗ nào hằng được được tôn quý, được tôn trọng, được khen ngợi. Đó chính là cái câu kinh Phật cũng đã dạy như vậy. Hãy mà bố thí y phục là cho sắc đẹp, bố thí vật thực là cho sức lực, bố thí xe thiền tức là cho sự an vui, bố thí đèn đuốc cho mắt sáng. Đây là cái nhân quả căn bản. Hiểu và biết như vậy, kính thưa quý vị, khi chúng ta bố thí cúng dường, hãy nhớ rằng chúng ta nghĩ rằng nó mất đi, nhưng sự thật nó không có mất đâu. Chúng ta đang gửi cái ngân hàng Phật. Có một lần chúng tôi thuyết pháp, chúng tôi nói gọi là gửi ngân hàng Phật thì cũng là bằng như thế này nè. Không có một ngân hàng nào mà tốt đẹp, an toàn và lãi rất lớn, đó chính là ngân hàng của Phật. Ngân hàng Phật thì tiếng Anh nó gọi sao quý vị? Thì cái lãi đó, cái lãi đó rất là cao, rất là lớn. Cho nên vì vậy chúng ta phải biết trân quý, phải biết trân quý cái giá trị đó, nghe quý vị nhớ nha, trân quý. Dạ. Còn ngược lại, tại sao mà sinh ra trong cuộc đời bị thua thiệt, như chúng tôi đã nói, đó là thiếu phước. Và một điều mà khi mà nói về cái việc làm phước, chúng tôi luôn luôn nhắc câu này: người có phước mới được làm phước. Và người được làm phước rất là có phước. Quý vị nghe rõ là có phước mới được làm phước, và được làm phước rất là có phước. Còn ngược lại, rất là đau khổ cho những người không được làm phước. Những người không làm phước sẽ rất là đau khổ, bởi vì trước mắt họ chỉ thấy người ngu quá, khi chưa thấy cái quả ác của mình đã tạo, đã nghĩ, đã làm, nghĩ rằng cái ác quả ác đó nó không tới với mình, nó không có xảy ra với mình. Nhưng đến khi quả ác nó tới thì khóc lóc, tức tưởi, thở than thì chẳng có ích gì. Và kính thưa toàn thể quý vị, sang cho mấy, tiền của bạc vàng cho mấy, cũng là kiếp con người. Hơi vừa dứt, việc đời cũng chấm dứt, nào của cải, vợ con, tiền bạc, nhắm mắt rồi là nắm tay không. Ra đi với cái hành trang, với những cái thiện sự của mình, đó chính là punya ni paralo kasmin và tithon ti ba ni năng. Chứ có việc lành, chỉ có điều lành là nơi nương nhờ của tất cả chúng ta ở cái đời sau, đó chính là phước vật, phước đức và phước trí tuệ. Cho nên vì vậy, nếu như chúng ta biết được, hiểu biết được cái nhân bố thí đó và cái việc bố thí đó, cho nên dầu chúng ta ở hoàn cảnh nào cũng vậy, không, mình không làm được như người, mình cũng khởi lên cái tâm hoan hỷ tùy hỷ như người, là chúng ta cũng được thắp sáng phước báo, cũng được mưa, cũng được hưởng những cái điều căn bản tốt đẹp. Có thể nói rằng trong cuộc đời này, cái phước bố thí là dễ làm nhất. Đường tu bố thí đứng đầu, vị tha là tánh, vô cầu là tâm, không vì thân ghét, coi như là thương ghét sơ thân, bàn tay ban bố nào phân biệt gì. Phật xưa pháp độ vẹn toàn, chúng con nguyện bước nôi thân đại từ. Không phải tự nhiên Phật mà có phước, gọi là vô lượng phước báo. Phước báo đâu mà chính Ngài cũng đã nhiều lần ban bố, tức là đại thí đến cho cuộc đời này, đến cho ba la mật của chính Ngài.
dana parami, dana upaparami, dana paramattha parami, sambanno. Chứ không phải là tự động mà nó có mặt đâu quý vị. Không phải tự động mà nó được đầy đủ, được tốt đẹp đâu. Cho nên vì vậy, nếu như chúng ta hiểu biết được cái quả thí nó rất là tốt, chúng ta không làm được như người thì hãy hoan hỷ với người. Chúng ta không bằng người thì biết rằng tự cảm tự nghĩ rằng mình thiếu hơn người. Cho nên chúng ta hãy thực hiện, hãy dấn thân, hãy vào việc, chứ không có cái sự ganh tị, không có sự tỉ hiềm. Đừng nên có cái sự ganh ghét. Sự ganh ghét đó nó đốt cháy, nó đốt cháy những cái thiện tâm tốt đẹp của chính ta. Và chúng ta nhìn người bằng một cái sự bực bội, bằng một sự khó chịu. Chúng ta nên có cái gì? Nên có cái tâm kiểm soát, đè nén, điều phục tâm của mình. Người đó không thích mình biết. Người đó ghét mình biết. Thì chúng ta nên có cái tâm hãy xả bỏ đi. Chứ đừng bao giờ mà cứ câu thúc, bực bội, khó chịu, oán hận, vân vân. Thì tự chúng ta sẽ tạo áp lực cho mình, tạo một cái sự nguy hiểm cho mình, và đây chính là cái nhân đau khổ cho chính chúng ta. Cái đó do mình phải làm ở quý vị. Phải làm. Mong rằng tất cả chúng sinh cũng như ta thôi. Họ cũng muốn mát mẻ, họ cũng muốn đầy đủ, họ cũng muốn tốt đẹp, họ cũng muốn sung sướng, họ cũng muốn hạnh phúc như chính chúng ta mong muốn hạnh phúc. Thì nỗi lòng nào mà làm phiền người ta, nỗi lòng nào mà gây quát hờn cho người ta, không cần thiết. Và cái người ta đang đói, cái người ta đang khổ thì cứ giúp đi, cứ giúp đi, rồi chúng ta sẽ được tốt. Cứ giúp đi rồi chúng ta sẽ được cái sự an lành, cái sự tốt đẹp. Trong cuộc đời này, nhân lành là cho quả vui, nhân thiện sự kết quả, nhân ác sự kết quả. Rồi đây trong cuộc đời, chúng ta sẽ gặp những cái quả vị đắng, nếu chúng ta gây cay đắng cho nhau. Và chúng ta gặp được cái điều thiện, thì đó chúng ta đã tạo cái nhân thiện từ trước. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, câu pháp cú hôm nay chỉ cho ta thấy rằng ta làm được cái điều thiện là nhân sanh thiên, bố thí là nhân sanh thiên giới, nhân sanh người hiền, bố thí là đạt được cái an vui. Chúng sinh trong tất cả cuộc đời này hơn hay thua nhau chỉ là cái phước lành hay cái nghiệp thiện và cái nghiệp ác vậy thôi. Và xin nhắc lại cái câu kinh, xin lại nhắc lại như là một cái câu kinh mà chúng ta hãy lấy đó là một cái điều tăng trưởng cái việc làm thiện của chính mình. Mình làm phước, mình có phước mới được làm phước. Nhắc lại như vậy, mình có phước mình mới được làm phước, và mình được làm phước mình mới có phước, và đó chính là nơi nương nhờ của ta. Còn ngược lại, chúng ta rất là thiếu phước, cho nên chúng ta mới không được làm phước. Mà không được làm phước thì chúng ta quá là thiếu nhiều phước lạc. Đó chính là đau khổ của chúng ta ở đời này cũng như ở đời sau. Tôi xin chấm dứt thời giảng thuyết nơi đây. Trước khi dứt lời, kính dân Phật Phổ Lạc Đệ Nhất Trời Đệ Thích Tứ Đại Thiên Vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, nhất là các vị chư thần, chư thiên, chư vị giác linh, ký linh, chân linh ở tại chùa Quảng Nghiêm cũng như ở tại chùa của chư tăng và ở nơi tư gia của quý vị, xin tất cả quan hỷ tùy hỷ phần phước này, kính dân phần phước này để nói sư huynh tùy lực, mong cho sư huynh được phát sanh về cảnh giới an lành, và mong cho tất cả luôn luôn hãy mở lên, hãy mở ra những cái tâm từ, tâm bi, hay là mở ra cái tâm xả thí, cái tâm buông bỏ, để tất cả chúng ta hưởng được cái quả lành ở hôm nay và ở ngày sau. Giờ xin chấm dứt thời giảng thuyết nơi đây. Nếu có điều gì sẽ thân kính ngưỡng mong toàn thể quý vị quan hỷ và cũng đây là cái
cái thời pháp của chúng tôi với cái rừng pháp cú của năm này thì còn vài ngày nữa đã là sang năm mới, mong tất cả chúng ta tròn đủ phước lành phước lạc, và mong tất cả chúng ta có đầy đủ sức khỏe, có đầy đủ duyên phước để tiếp tục sinh hoạt, để tiếp tục chúng ta cùng làm thiện sự trong năm năm mới 2020 hoặc là năm Canh Tý 1563. Kính chúc toàn thể đại chúng vô lượng an lạc, vô lượng cát tường ở cuối năm này cũng như sang năm mới. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Tha Giá. Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Quyền đã giảng bài Pháp Cú số 177 ngày hôm nay và lời chúc của Thượng Tọa. Dạ, chúng con kính tri ân Thượng Tọa. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dân mít đính sư. สัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเวนัสสะสะทีภะวันตุเตภะวะตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเวนัสสะสะทีภะวันตุเตภะวะตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเวนัสสะสะทีภะวันตุเตภะวะตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเวนัสสะสังฆานุภาเวนัสสะสะทีภะวันตุเต Tất cả phương pháp hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin do quá có tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức đã vào rum chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng nghe pháp hồi hướng. Gia đề quá tha san ti huy ha ra hoa si ni thu về ga re bồ thi ga re tại hình tại hình ta tham ma đa đề na pa quan tu vu chi ta so thiên ca roan tề tha vi ha ra mang đa lê thề ra cha ma cha na wa ca cha bit ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra Sapana puta sukita pawan tute Chana puja ye pi chanda sampawa Samsena chata ravo papatika Niyani kang dhamma warang patit jate Sape pi dukkat sakarontu sangkhayang Thatu ki rang sa tang dhammo tham ma tha ra cha put ga la sang kho ho tu sa mak go wa a tha ya cha hi ta ya cha am he rat khan tu sak tham mo sa pe pi tham ma cha ri no bun thim sam pa phu ni ya ma tham ma ri ya pa we di te Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào đúng nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 7:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, nghe pháp sinh xuống mít.